một vụ va chạm giao thông giữa xe buýt và xe thư báo vừa xảy ra tại Hòa Bình. Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, phần đầu xe thư báo bị biến dạng, khiến cho tài xế bị mắc kẹt ở trong cabin. Người dân phải phá cửa đưa tài xế đi cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 5 phút ngày 1 tháng 8 tại km 50 cộng 495 quốc lộ 6, đoạn qua xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Thời điểm trên xe ô tô, tải, xe thư báo, mang biển kiểm soát 29H41961 do anh Trịnh Văn Đê, sinh năm 1996, chú tại xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa điều khiển, đi hướng Hà Nội, Sơn La. Khi đến địa điểm trên thì đã xảy ra va chạm với xe buýt mang biển kiểm soát 28B00688 do anh Vũ Văn B, sinh năm 1981, trú tại tổ 4, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, Hòa Bình điều khiển cùng chiều. Sau đó, xe thư báo tiếp tục va chạm vào hành khách bên lề đường bên phải là bà Ngô Thị H, sinh năm 1956, chú tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Rất may, bà H chỉ bị thương nhẹ. Những người chứng kiến vụ tai nạn cho biết cú va chạm khiến cho xe ô tô thư báo bẹp dúng phần đầu, tài xế bị gãy chân và mắc kẹt trong cabin. Người dân phải phá cửa đưa lái xe đi cấp cứu.